Sáng nay không dậy, không bỡ. Bây giờ cua á, còn xấu tính. Ở tay không ăn đòi của người khác. Tính lắm nhá, xấu tính. Lão này là chuyên gia luôn đấy. Ở tay không ăn, ở tay á. Hai bạn định làm gì nữa? Hư nhá.
Trời ơi, cái hai cái cục này mẹ vứt luôn nhá, khỏi ăn nhá, 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 vứt đi nhá, vứt đi nhá, vứt đi nhá, vứt đi nhá, này, xem thử ai đang cầm mà mẹ đó. Mẹ ăn ngon hơn nè. Này, không cho. Không cho nữa, ăn đây này. Con suy nghĩ làm sao lại cướp được của mẹ. Mimi ngoan kìa. Cho mình miếng này. Nhắc lên. Ngon không? Ngon không? Nữa à? Vào đây. Vào đây. Đây đây. Ăn hết của người ta rồi đây đây. Đây. Đây ra. Nhặt lên. Mi ngon không Mi? Cu này láo không? Thả chân ra khỏi nó. Mi ăn hết cục chưa? Để mẹ đi lấy nước cho nha. No chưa? Thôi nha mẹ cất nha. Cất nha. Cất nha.